Hello, chào mấy bạn. Bữa giờ thì mấy bạn đi học lại chưa? Mình đoán là chắc là đa số các bạn học online cách đây được một tháng rồi đúng không? Nếu mà bạn nào giống như Bon thì Bon học online cách đây được một tháng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay 13 tháng 9 thì là ngày đầu tiên Ni nó học online. Đây, trong các phòng này hai đứa, mỗi đứa một góc. Không biết là cảm giác khi mà học online của mấy bạn thế nào? Để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Có vui như là đi học ở trên trường không nè? 1:25 và Bon đang ngồi trước máy tính. Bon nó vô lớp rồi, nó đang đeo tai nghe nên nó không nghe mình nói gì á mấy bạn. Để coi Bon viết chữ đẹp không. Thường là học online mấy giờ điểm danh Bon? 1:30 có mặt hết. 1:30 là có mặt và bắt đầu học. Đây là học lớp 7 nha mấy bạn. Mặc dù học online nhưng mà cũng phải mặc áo trắng ngồi trước camera. Bạn trong lớp còn thắt khăn quàng nữa kìa. Tại vì hiện tại là đang mùa dịch, nhà mình ở nhà, nhà mình không có khăn quàng nên không có thắt. Xin đi, em đang làm gì vậy? Em đang làm món rau câu phô mai. Rau câu phô mai, wow xịn vậy. Cái nồi này là nồi rau câu hả? Mà sao anh thấy nó đen thui vậy? Em có bỏ thêm cà phê không? Có, rau câu cà phê phô mai mấy bạn. Vì nhà mình á rất là yêu cà phê nên là mỗi khi mà cúng ông địa xong á là tụi mình dồn cà phê rất là nhiều, nên là mỗi lần như vậy á thì mình sẽ nấu rau câu ăn cho nó ngon. Cái này nhà mình hết phô mai viên rồi nên mình sẽ dùng phô mai miếng. Trong lúc này thì Bon và Ni đang học online trên lầu mấy bạn. Không biết là tụi nó đang như thế nào. Cái này nè mấy bạn có thể nấu trà sữa theo công thức của mình được chứ, mà mình đã quay á, sau đó mấy bạn cắt khúc khúc, mấy bạn bỏ vào uống trà sữa cũng rất là ngon. Nhà mình thì rất là thích ăn phô mai nhiều nên mình sẽ cho nhiều phô mai. Tay này mình rửa sạch nha mấy bạn, đừng có kêu là tay dơ nha. Cái này á thì rau câu này mình vẫn để cho nó nóng nha, mình đừng có tắt lửa. Nếu mà tắt lửa thì nó sẽ bị đông lại, mấy bạn sẽ không có chế vào bên trong được đâu. Khi mà nấu cái rau câu này với cà phê á, mấy bạn có thể nấu rau câu này với lại nước cốt dừa cũng được nè. Mấy bạn làm hai nồi, một nồi nước cốt dừa, một nồi cà phê. Sau đó mấy bạn làm cái kiểu mà nó tầng cà phê cốt dừa giống như là mấy cô ở chợ hay bán. Hồi nhỏ là mỗi lần đi chợ hay kêu mẹ mua cái đó về ăn bao mát luôn. Ăn cái này á nó an toàn mà nó còn mát nữa. Thay vì mấy bạn mua ngoài thì không biết người ta sẽ nấu như thế nào, người ta bỏ cái gì, thì với cái này mấy bạn chỉ cần mua cái gói rau câu về thì mấy bạn nấu lên thôi. Giới thiệu cho các bạn thì cái gói rau câu tụi mình mua ở siêu thị á, thì cái này á là bột rau câu cứng mấy bạn, kiểu mà thạch giòn á. Mấy bạn có thể mua cái loại thạch rau câu dẻo hình con cá cũng được. Rảnh ở nhà làm gì đâu mấy bạn, mình nghe bảo là chắc phải lâu lắm tụi mình mới được ra ngoài. Có cái gì học làm cái đó đấy mấy bạn. Mình nghĩ là sau dịch này á, tất cả các bạn đều có thể trở thành Master Chef. Không phải là Master Chef đâu nha, Master Chef một cái đẳng cấp khác mấy bạn. Không biết là nó sẽ lững lờ hay là nó chìm đây. Oh no. Các bạn phải chờ nó đông lại thôi, các bạn chế vô nha, của mình nó bị chìm mất tiêu rồi. Đây là cái lớp thứ hai nha. Làm cái món này là mấy bạn phải cực kỳ kiên nhẫn nha mọi người. Đợt trước mình nấu á, nó bị đắng nha. Tại vì ít đường á, xong rồi nó có nhiều cà phê. Đây, mình sẽ để đây, xong rồi tí nữa khi mình đông lại mình sẽ cắt ăn thử cho mấy bạn xem nha. 4:10 chiều thì Trung Tính vừa học xong. Bây giờ mình phỏng vấn cảm giác của Trung Tính khi ngày đầu học online thế nào Trung Tính? Thấy bình thường. Thấy bình thường. Trung Tính cầm cái chai bot lên cho chị xin đi kìa. Nay Trung Tính học không về Trung Tính? 2 văn 1 lý. Về học có 3 tiếng rồi. Ồ, ở đây Bon còn học các bạn nè. Gì học online mà có quy bố gì vậy bạn? Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Jojo. Các bạn ơi, sau khi mà ăn cơm xong á thì mình sẽ làm một ly trà sữa với lại thạch rau câu phô mai nha. Thì do dạo này mấy bạn cũng biết là giãn cách nên là tụi mình không có mua được sữa. Vô tình hôm nay mấy bạn biết điều gì không? Bạn gái mình tặng cho mình quá trời ly trà sữa luôn mấy bạn, 7 chai trà sữa. Thế là mình kêu mình bán lại cho mình một chai. Rồi mình sẽ cắt cái rau câu phô mai này bỏ vô ăn thử xem thương như thế nào mấy bạn. Cái này là mình mua nha mấy bạn, chứ không phải là mình lấy trộn đâu. Mình sẽ xúc đá bỏ vào bên trong. Bạn nào mà muốn làm rau câu này giống mình á thì mình nghĩ là mấy bạn nên đổi qua rau câu dẻo nha, thì ăn nó sẽ giống như là ở ngoài tiệm trà sữa. Còn cái này là tụi mình thích ăn rau câu mà giòn giòn sực sực á, nên là tụi mình làm rau câu cứng.
Nhưng mà mình không hiểu lý do tại sao mà nó có thể cái kiểu đường vòng như thế này. Nhưng mà phô mai này nó bị chảy rồi bạn ơi. Mình nghĩ là làm phô mai bọt cười nó sẽ ok hơn là việc làm phô mai miếng như thế này. Ừ, phô mai nó chảy ra. Trời ơi, mình làm thành phẩm nó không có được đẹp cho lắm mấy bạn ơi. Thì như kinh nghiệm của mình thì mình đã nói rồi nha, mấy bạn nên làm phô mai con bọt cười thì nó sẽ không gây ra hiện tượng chảy phô mai ra như thế này. Ai, trời ơi, dịch giả người ta không gặp nhau các bạn, sao mà yêu đương các kiểu mua trà sữa tặng. Hôm bữa bạn biết không, bữa mua một thùng sữa đó, các bạn nào đã chăm người yêu ở xa mà chăm vậy không, sao mà hôm bữa còn hả, không bánh là ba mẹ của mình mua bữa nay thì mang tặng 7 chai trà sữa. Trời ơi, chắc gì ông chú được gì như mình đâu các bạn. Rồi, chế vô nha. Ồ, rất là thơm nha. Mấy bạn hửi, thơm không? Thơm mùi tình yêu quá em. Trời ơi, thơm rất là mùi tình yêu của người ta. Cái này mình nghĩ là nó giống như là Milo đúng không? Ok, để lại xíu mình uống thử nha. Ngon nha, xuất sắc nha. Uống chung với đá nữa thì ok, cái này đậm đặc. Nói chưa tí nữa trả tiền lại cho mình đó bạn. Đá tan ra thì mình nghĩ nó sẽ uống ok hơn là cái này nó đậm đặc. Hay là do Minh nó ốm hay là đặt trà sữa có nhiều đường ngọt cái nó mau mập ra. Mình sẽ bỏ ra dĩa thôi để nó cắt cho mọi người ăn thử. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang siêu phẩm mình lên mời mọi người ăn thử nha mấy bạn. Mời mọi người ăn rau câu phô mai. Rau câu phô mai. Không ngọt lắm nhưng mà có một vị béo của phô mai nha, cũng khá ngon á. Cách cấu của món ăn hơi lạ tí. Món này có ai làm chưa? Tự chế luôn em. Thôi ăn miếng. Thật ngon. Thật ngon, mọi người. Thật ngon mọi người. Các bạn coi bé gấu này, mình xách cái dĩa lên nó xong rồi nó cứ đi theo hoài. Nhưng mà nó đâu có ăn được đâu các bạn, nó có cà phê mà. Nó đâu có ăn được cái này đâu, không có ăn được. Này cà phê luôn à. Nó không cho nó ăn, nó làm vậy đó. Đó, nó cắn, nó ăn. Thằng con hồi đứng dưới đòi ăn. Mà giờ thì mình đang múc